Khi trẻ tự trường cũng là lúc thời tiết thay đổi, nhiều loại vi khuẩn virus phát triển, lây lan nhanh và có nguy cơ bùng phát thành dịch, đe dọa sức khỏe trẻ. Do vậy, tăng cường sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh luôn là vấn đề được các nhà trường và phụ huynh quan tâm, ghi nhận tại thành phố Thanh Hóa. Trước thềm năm học mới, trung bình mỗi ngày, trung tâm tiêm chủng này tiếp nhận trên 40 trẻ từ 2 đến 6 tuổi đến tiêm vaccine phòng các dịch bệnh như sởi, quai bị, rubella, cúm, thủy đậu. Theo thống kê của trung tâm, tự trường là thời điểm tỷ lệ trẻ đến tiêm chủng cao nhất trong năm. Qua một cái kỳ nghỉ hè dài thì các cháu bây giờ mới gặp lại nhau thì các cháu tiếp xúc với nhiều nguồn bệnh. Cho nên là tôi cũng muốn tiêm các cái mũi như là sởi, quai bị, rubella hay là cúm hay là viêm gan A để phòng bệnh cho cháu. Đối với các bé đến độ tuổi đi học thì vai trò của vaccine trong cái thời gian nhắc lại thì nó sẽ giúp cho các bé có cái kháng thể tốt nhất để bảo vệ cho con kháng thể lâu dài. Trong trường hợp các con đã tiêm đầy đủ các mũi cơ bản từ 2 tháng tuổi thì đến giai đoạn tiền tiểu học là giai đoạn 6 tuổi là giai đoạn các con nên nhắc lại một mũi có thành phần viêm gan B, bạch hầu. Các bệnh này là các bệnh lây lan qua đường hô hấp, lây lan qua cộng đồng. Cho nên trong thời gian các con nghỉ hè xong đi học thì cái tỷ lệ lây lan bệnh nếu như mà có bị thì nó sẽ mắc. Và để mà phòng bệnh tốt nhất thì bố mẹ nên đưa các con đến các cơ sở y tế gần nhất có đầy đủ vaccine tiêm phòng cho các con. Thành phố Thanh Hóa có 159 trường học, trong đó bậc mầm non 63 trường. Để đảm bảo an toàn phòng dịch cho trẻ, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của dịch sởi tại một số địa phương trên cả nước, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn khẩn trương triển khai các giải pháp phòng dịch như vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, bếp ăn tập thể, thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế để kịp thời ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trong trường học. Qua các kênh Zalo, các cái cổng thông tin của nhà trường thì các cô cũng đã tuyên truyền để phụ huynh khi mà đến đưa con đến trường thì cũng tiêm đầy đủ các cái vaccine để phòng chống bệnh. Và khi mà có phát hiện ra mà có trẻ mà mắc bệnh thì nhà trường cũng đã chủ động có những cái khu cách ly, ở đó là các cái phòng y tế và có nhân viên y tế ở đó thì trực tiếp ở đó để chăm sóc cho trẻ. Thông thường những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, thời tiết diễn biến phức tạp, thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, nhất là các bệnh lây lan qua đường tiêu hóa, đường hô hấp. Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho trẻ bước vào năm học mới, ngoài sự nỗ lực từ phía nhà trường, mỗi gia đình cần đặc biệt quan tâm, phát hiện sớm nếu có dấu hiệu bất thường, đưa trẻ đến các cơ sở y tế để kịp thời điều trị, chăm sóc.